Dạ, em Phượng xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa ạ. Dạ, hiện tại em đang có mặt tại ấp Mỹ Hòa, xã Song Thuận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, ở đây á, chủ có gửi cho em một cái thửa đất nền 196 m2, khá là đẹp luôn ạ. Dạ, em xin phép để đến đây quay và giới thiệu với cả nhà mình về cái thửa đất nền này nha. Dạ, cái thửa đất nền mình đó là nằm trên mặt tiền đường đan 2,5 mét này luôn nè. Ở đây thì dân cư sống hiện hữu rất là đông đúc luôn. Đây, em sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Đây, cái thửa đất nền mình còn có vị trí từ ngay cái cọc xi măng, ngay cái bụi tre nè, kéo dài qua mặt tiền đường đan này là 5 mét, chiều sâu vô là 39 mét, tổng diện tích là 196 mét vuông, trong đó có 100 mét vuông là đất thổ cư. Dạ, em sẽ đi đến cuối đất cho cả nhà mình cùng xem luôn. Đất nền của mình á, thì chủ đã san lấp tương đối khá là bằng phẳng, bằng với mặt đường luôn. Đã có lắp hệ thống thoát nước, cột điện á, thì đã ngay gần trụ của gần ranh của cái thửa đất của mình rồi, nên là quý cô chú yên tâm về điện nước nha. Ở khu vực này á, thì dân cư sống rất là hiện hữu đông đúc. Phía trước mình hồi nãy á, ngay trên đường đó là bên đó cũng là nhà dân sống đông đúc. Bên hông đất mình á, bên trái và bên phải đều có nhà dân sinh sống luôn. Dạ, từ cái vị trí đường đan 2,5 m trước đất mình á, mình đi ra khoảng 100 m là mình đến đường đan 4 m, đường Tống Văn Lộc. Ở cái đường này á, thì mình đi ra tới cái chỗ cụm công nghiệp Song Thuận, ủy ban, trạm y tế, trường học của Song Thuận á, chỉ có khoảng 1 km, và mình rẽ về tỉnh lộ 876, chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim là 1,5 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em tính từ vị trí bến xe miền Tây, quý cô chú anh chị về đến thửa đất này á chỉ có 69 km thôi. Và từ thành phố Mỹ Tho mình đi lên đến thửa đất nền này nè là chỉ tầm khoảng 8,5 km và 196 m2. 100 có 100 mét vuông là đất thổ cư, mặt tiền ngang là 5 mét, chủ đang kêu bán với giá là 400 triệu đồng. Dạ. Nhà của hàng xóm láng giềng bên hông bên trái đất của mình nè. Đó. Ở đây mình cất nhà nè, mình có đi làm công ty hay đi chợ, bé hay là có bé nhỏ đưa đi học đều rất là tiện lợi luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ, khu nền mình khá bằng phẳng, về mình cất nhà thôi, mình sẽ giảm bớt một phần chi phí san lấp luôn nè. Chủ san lấp là khá là bằng phẳng hết trơn luôn rồi. Dạ nè, phía bên phải mình nè, nhà dân cũng sống đông đúc luôn, em thấy là cũng nhiều nhà đó ạ. À, dạ quý cô chú anh chị có quan tâm đến thửa đất nền em đang giới thiệu, xin vui lòng gọi về cho em qua số điện thoại 0947 071 309. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ. À. Dạ.